kiểu mình tự do, mục đích mà mình tự do là cái gì? Và sau tầm 5 tiếng đấu tranh với bố mẹ, kiểu thuyết phục bố mẹ là bây Mày 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 soạn vali rồi mày cút ra khỏi nhà này, đừng có quay về đây nữa. đó là lần thứ hai trong đời Nhi khóc trước mặt ba mẹ. mình nhận ra là ba mẹ mà càng thả lỏng và ủng hộ con cái thì con cái càng có nhận thức về bản thân nhiều hơn. Sai một lần thì người ta gọi là sai lầm, còn sai đến lần thứ hai thì người ta gọi là sai phạm. Hiếu cảm thấy như kiểu đời mình chưa bao giờ mình bị hạ nhục nhiều đến như thế. Nếu mà cho bản thân mình quay lại lúc trước thì mọi người có một cái lời khuyên hoặc là cái một cái lời nhắn nhủ gì? Nếu mà Nhi không đi thì Nhi sẽ thấy rất là hối tiếc vì đã để cái tuổi 18 này nó trôi qua một cách lãng xẹt. Chào mừng mọi người đã đến với podcast Nghĩ Gì Nói Đó tập đầu tiên. Mình là Như Thùy, host của chương trình. Ngoài ra còn có Nguyệt Hà và Duy Hiếu, những người đồng hành cùng mình ở trường quay ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyệt Hà, là sinh viên trường Đại học Ngoại thương cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Chào mọi người, mình tên là Duy Hiếu, mình là tân sinh viên Đại học Fulbright Việt Nam. Podcast Nghĩ Gì Nói Đó được lập ra với mục đích chia sẻ, bàn luận về các chủ đề thân quen trong đời sống từ nhiều góc nhìn khác nhau. Mỗi tuần sẽ là một chủ đề mới và một khách mời đặc biệt mới, người mà mình nghĩ là sẽ có những trải nghiệm thú vị trong chủ đề đó. Đây là tập đầu tiên lên sóng nên không tránh khỏi được những sai sót hoặc có thể là trục trặc về kỹ thuật. Mong các bạn thính giả đang lắng nghe bỏ qua cho mình nha. Ngày hôm nay đến với trường quay của chúng ta là bạn Dương Bảo Nhi. Cho những ai chưa biết thì bạn Nhi là một người bạn rất là thân của mình, có thiên hướng về nghệ thuật và mình nghĩ là một con người của cảm xúc, có nhiều sở thích như là nhiếp ảnh, hát hò, đánh đàn, ngoài ra còn có bói dạo nữa. Thì không biết là hôm nay đến với trường quay thì bạn Nhi có thể giới thiệu về bản thân mình để thính giả đang lắng nghe hiểu rõ hơn không? Xin chào mọi người, mình tên là Dương Bảo Nhi. Công việc chính của mình hiện tại thì có thể nói mới là một sinh viên đang về nhà tránh dịch. Còn những công việc phụ phụ là những công việc nãy giờ bạn Thùy đã liệt kê ra rồi. Thì bạn nào cần bói với chuyện tình duyên, tình bạn, sự nghiệp thì cứ liên hệ với Facebook mình Dương Bảo Nhi nha. Không biết là bạn Nhi còn nhớ tụi mình quen nhau như thế nào không nhỉ? Hồi đó hình như mình với Thùy quen nhau lúc mà đi học môn tiếng Anh ở một cô giáo khá là nổi tiếng, kiểu có tiếng là Dữ Tợn ở Gia Lai này. Nhưng mà bị một cái là cô rất là thương, cô đều thương hai đứa, nhưng mà mình với Thùy là hai đứa học hai kiểu học sinh khác nhau, và kiểu cô cũng thương hai đứa theo hai kiểu khác nhau á. Thùy là kiểu cô thương kiểu yêu chiều, rồi cái gì cô cũng cho, cái gì cô cũng khen, còn riêng mình kiểu cô chọc cô la cô chửi cho tức chơi vậy á. Từ đó mà mình mới quen được Thùy, chơi với Thùy xong từ ngày lên cấp 3 thì hình như kể ra ngày nào cũng rủ nhau đi ăn. Hình như ấn tượng mọi người đối với mình đều là việc ăn uống cả. Cảm ơn bạn nhé về những chia sẻ. Mọi người như mọi người biết thì bây giờ mùa dịch nCoV đang hoành hành, và đó cũng chính là cái lý do mình rảnh rỗi lập ra cái podcast này. Thì không biết mọi người có thể chia sẻ là cuộc sống mọi người trong thời gian qua có thay đổi đáng kể gì không nhỉ? Thay đổi đáng kể nhất chắc là trong giờ giấc, thói quen sinh hoạt của mình á. Thì ngay cái lúc mà còn còn là sinh viên, còn đang đi học ở Sài Gòn thì mình đã quen với cái việc đi ngủ trễ và thức dậy cũng hơi trễ. Sau đó thì vì tính chất công việc rồi này nè, vì mình còn là một freelancer nữa nên là mình đi khá là nhiều, nên là có thể gọi là không bao giờ ở yên một chỗ quá 4 5 tiếng đâu, mình sẽ đi liên tục luôn. Còn khi mà về nhà rồi thì chỉ có hai địa điểm mà mình được thường xuyên lui tới, đó là một là chợ, hai là nhà. Hết. Ok, không biết Hà Hà thì như thế nào nhỉ? Thì khác với lại Nhi, Nhi bảo là lúc mà ở Sài Gòn á, bình thường á, không có dịch thì sống rất là unhealthy, sống rất là không lành mạnh, kiểu thức khuya dậy thì muộn, nhưng mà khi mà có dịch đó thì lại sống lành mạnh hơn. Còn tao thì khác, còn mình thì khác, thì kiểu như là dù cho có đang dịch hay là không dịch, cái lối sống rất là không lành mạnh, tức là tối 1 2 giờ mới bắt đầu ngủ, sáng thì 11 giờ mới
Tuy nhiên thì có một vài sự thay đổi đó chính là kiểu mình đây là khoảng thời gian mà mình có thể được nghỉ ngơi ít deadline hơn và tập ít hơn, cho nên là cái thời gian nghỉ ngơi nó cũng nhiều hơn, cảm thấy là tràn trề năng lượng hơn là khi mà không có dịch. Không biết Hiếu thì sao hơn, có gì khác biệt không? À, thì Hiếu điều khác biệt duy nhất giữa nghỉ dịch và không nghỉ dịch đó chính là lúc không nghỉ dịch thì Hiếu phải chạy ngoài đường rất là nhiều. Không nghỉ dịch thì đến lúc nghỉ dịch thì không cần phải chạy ngoài đường nữa, chỉ cần chạy deadline trong nhà thôi. Thì Mày nào nghe dù Hiếu có nói, dịch hay không thì mày nào nghe Hiếu nói như tưởng là Hiếu đi chạy rác đó Hiếu. Có thì nghỉ hay không nghỉ thì Hiếu vẫn gì deadline mọi người ạ, nên là Hiếu đang căng mình để chống chọi với một mớ deadline. Thì vậy thôi. Với lại của Hiếu cũng như Hà, có nghỉ hay nghỉ dịch hay không nghỉ dịch thì Hiếu vẫn 1 2 giờ sáng ngủ 10 11 giờ dậy, nó thói quen hàng ngày từ 3 năm trước rồi. Cảm ơn những chia sẻ rất là lành mạnh từ Hà Hà và Hiếu Nguyễn. Kiểu bình thường ở Sài Gòn ấy thì chắc mọi người cũng biết là cái lối sống ở đó rất là nhanh. Còn bây giờ dịch thì kiểu bắt buộc mọi người kiểu sống chậm lại, kiểu tận hưởng hơn, thì không biết mọi người nhận ra cái điều gì đó, kiểu ví dụ mình trân trọng hay mình quý cái điều gì đó mà mình chỉ nhận ra trong mùa dịch gần đây, thì không biết bạn Nhi suy nghĩ như thế nào? Có hai điều mà mình nhận ra đó là cà phê sữa Sài Gòn rất là ngon. Không biết lý do tại sao mà giây phút mình về Gia Lai rồi mình mới nhận ra được điều đó. Hồi trước mình hay chê chê cà phê Sài Gòn dở không bằng cà phê của Gia Lai, nhưng mà cái bây giờ thì mình hối hận với suy nghĩ hồi đó hồi lâu của mình rồi. Thứ hai thì mình còn nhận ra một điều đó là 24 tiếng có thể là dư hoặc đủ tùy với hoàn cảnh của mỗi người á. Thì cái hồi mà còn ở Sài Gòn thì mình hay có một cái suy nghĩ đó là tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng thôi vậy, rồi làm được gì, rồi làm sao mà hết việc. Nhưng mà khi mà mình về Gia Lai thì mình thấy 24 tiếng đó mình có thể làm được bao nhiêu là thứ. Mình có thể đi lau máy gian nhà, đi phơi mấy rổ quần áo, đọc được vài cuốn sách kiểu như vậy. Được biết bạn Nhi là người thích bay nhảy, không thích ngồi yên một chỗ, thì bạn xử lý như thế nào trong mùa dịch này? Thú thật thì nhiều khi mình cũng chỉ muốn lấy dao chặt chân mình đi cho rồi, chứ mình thật sự chịu không nổi cái cảnh bức bối mà cứ phải ngồi yên ở nhà như vậy. Nhưng mà biết sao giờ mọi người, thì mình là một công dân có ý thức mà quyết tâm ở nhà tránh dịch, Việt Nam quyết Nghe thật sự là rất là cộng đồng. thắng. Nhưng mà mình cũng thắc mắc là không biết cái tính cách bay nhảy này nó định hình từ khi nào, hay là ở một thời điểm nhất định nào đó xong bạn Nhi thay đổi trở thành người thích ra ngoài đường nhiều như bây giờ. Mình thì mình năng động từ bé thôi, kiểu như có thể bị gọi là dư năng lượng á, kiểu như không thể nào mà ngồi im một chỗ hoài được, kiểu suốt ngày mặc dù hồi nhỏ là bị ba mẹ đánh biết thôi, nhưng mà kiểu suốt ngày cứ phải trốn ra ngoài đường chơi, nhưng mà kiểu không có chơi những cái trò ở trong nhà với các bạn nữ. Không phải là do mình không muốn chơi với các bạn nữ, mà là cái lý do là tại vì các bạn chơi trong nhà thì các bạn chỉ chơi những cái trò như kiểu banh đũa nè, thay đồ cho búp bê, rồi giả vờ nấu ăn nội trợ mở nhà hàng, đúng không? Mình thì kiểu oh no. Chơi Ừ, đồ chơi đồ hàng. hàng thật. Đối với mình thì cái trò đó nó hơi thụ động, cho nên là mình thường xuyên đi chơi với các bạn nam nhiều hơn, kiểu đi bắn bi, đi đá banh, đi chiều cây, đi chơi cảnh sát bắt kẻ trộm. Nói chung là khá là nghịch ngợm luôn á, nên là Rồi có cảm giác là những cái kiểu mà trò chơi kiểu con gái như Bảo Chi nói nãy giờ là mình cũng vậy. mình cũng là cái kiểu người đó luôn, tức là rất là thích chơi Là banh đây đũa rồi chơi búp bê rồi thay mấy cái hình dáng á, kiểu dán lên thay đồ giống con vậy thôi. Vui mà mọi người. giống như cho hỏi đang công kích hẳn thôi. cho hỏi là Hà với Thùy còn 2 cuốn Còn nha, nó rất là nặng luôn á, bởi vì kiểu nhiều hình dáng mà nó nặng á, nó chì xuống luôn á, không biết chị có mỗi không chị. Được biết là Hà Hà vẫn tiếp tục đam mê với trò ngôi sao thời trang đúng đúng rồi, nhưng mà giờ cảm giác đó là những cái trò chơi đó nó cũng mang cái xu hướng là theo hướng con trai, tức là
thay vì trong những cái trò của con trai như là PUBG nè Ừ. hoặc là Liên Quân gì đó thì mình phải đu rank không, thì trong Quân Sơn Thời Trang mình có đu rank, đu top, mình càng có nhiều item, càng nhiều đồ đó, thì mình càng được Wow, thực ra tức là bây giờ không có phân biệt. một chân trời mới. Không biết là tuổi thơ của Hiếu thì như thế nào? Thì tuổi thơ của Hiếu là y chang bạn Như luôn, nhưng mà có một điều là cái tuổi thơ của Hiếu không gắn liền với ở nhà mà ở dưới nhà ông ngoại. Thì mọi người biết là nhà ông ngoại của Hiếu ở dưới đường sân bay đường 17 tháng 3, sân bay Pleiku, thì trong đó là có nguyên một cái xóm, nguyên một cái cộng đồng rất là vui, cho nên là nguyên tuổi thơ của Hiếu ở đó là 24 trên 7 Hiếu ở đó. Mẹ Hiếu năn nỉ Hiếu cũng không về nhà ngủ nữa, cho nên là vui lắm. Kỷ niệm đáng nhớ nhất đó là lần bị dì Hiếu quýnh. Thật ra thì tuổi thơ của Hiếu, mẹ Hiếu không quản lý Hiếu nhiều bằng dì Hiếu đó, cho nên là mỗi lần đi chơi hay gì đó phải thông báo với dì. Mà lần đó là đi hái bông lau ở trong sân bay á. Thì ngày đó sân bay nó chưa mở rộng như bây giờ, nó còn nhỏ xíu à, xong xung quanh là có rất là nhiều bãi đất trống luôn. Bãi đất trống đó là bụi lau rồi bụi cây dại tùm lum mà cao lắm, là mình cứ đi vô đó tưởng tượng mình đang đi thám hiểm, cứ lấp cỏ mà đi. Xong rồi đi một hôm là trốn trốn gì đi hái bông lau, xong đi từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều, đi bộ chắc khoảng 2 cây số, hái được nhiều bông lau lắm. Đi về mới thấy là cái roi gì đang cầm Bỗng roi nhiên lúc đó thấy bông đứng lau hết trước đẹp đúng không? ở nhà sảnh. Đúng rồi. Xong là bữa đó bị đánh một trận nhớ đời. Rồi còn một kỷ niệm nữa là trước hồi Hiếu còn nhỏ khoảng 5 6 tuổi là ở xóm có một cái truyền thống là trước Tết sẽ thi kéo co. Thì mọi người biết một cái dây kéo co dài khoảng 100 mét thì có khoảng 70 đến 100 người mỗi đội, là có 200 người ở trong cái dây kéo co đó, là nguyên xóm tụ tập chơi kéo co vui lắm. Rồi bên thua sẽ phải mua kem rồi bánh kẹo cho bên thắng ăn, người lớn cũng chơi mà chị con cũng chơi, nói chung là có tay chân gì là vô vô kéo co hết đó. Thì kỷ niệm đáng nhớ nhất là nó. Rồi Hiếu còn nhớ là ngày xưa ở gần nhà ở ngoài Hiếu có một cái sân, sân 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 vườn của một cái nhà, thì trước sân là có 4 cây nhãn, xong mọi người trong xóm làm mấy cái xích đu á, xong rồi xích đu mà xích đu có một cái thanh ngang, thanh gỗ ngang thôi, mình muốn 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 chơi là mình phải đứng lên chứ mình không được ngồi. Thì có một hồi 3 đứa trong đó có Hiếu đang đứng lên xích đu, đang đu rất là thong thả, sau tự nhiên nó rất cái bạch một cái. Xong rồi trời ơi, nói chung là bữa đó về bầm dập chân tay theo kiểu đúng nghĩa luôn á, đau nhưng mà rất là vui. Rồi đằng sau của cái sân đó là một cái khu vườn trồng đủ thứ loại cây trái hết. Xong Hiếu với lại mấy đứa nhỏ trong xóm cứ đi hái trồng khoai đất về, về nướng rồi làm đủ thứ trò hết, mặc dù khoai rất là dở nhưng mà ăn lúc đó rất là ngon. Cảm ơn những chia sẻ rất là dễ thương từ Hiếu. Thì mình thấy tuổi thơ mình ngày xưa cũng dữ dội vậy á. Kiểu ví dụ cả xóm mà tắt điện một cái là nguyên xóm con nít ùa nhau ra chơi, múa lân, chơi giấu dép, chơi bịt mắt bắt dê. Kiểu nó rất là trong sáng và vui luôn á. Nhưng mà không biết mọi người suy nghĩ là cái tuổi thơ của con nít ngày nay thì như thế nào nhỉ? Không biết là mình nghĩ là sẽ có thay đổi rất là đáng kể. Thì không biết bạn Nhi thấy quan sát khu nhà mình thì như nào? Khu nhà Bảo Nhi thì được một cái là nó là khu dân cư đó. Nó không có quá gần với trung tâm thành phố cho nên là cực kỳ yên tĩnh. Tiếng ồn duy nhất trong xóm là tiếng của bọn nhỏ la hét. Vì một là vì chơi đùa nô đùa giỡn với nhau xong nghe tiếng hét. Hai là tiếng hét từ cái việc mà tụi nó đi chơi xong về nhà bị ba mẹ quấn. Tức là trong xóm chỉ có hai cái tiếng ồn như thế thôi, còn lại là hầu hết là cái lối sống của những người hàng xóm của Nhi từ
hồi Nhi còn nhỏ cho tới bây giờ thì nó vẫn như vậy, nó vẫn là mấy đứa nhỏ thì tụ tập ra chơi đá banh, chơi năm mười, đi hái trộm. Cái đó là cái mà Nhi ghét nhất luôn á. Mọi người sau này hãy dạy con mình đừng hái trộm, nhưng mặc dù vui nhưng mà đừng hái, tại vì cái cây mướp trước nhà Nhi bị hái trụi gần hết rồi, tới giờ vẫn thấy cây. Nhưng mà đó là về phần Ngày xưa cũng đi hái trộm xoài không thì hồi xưa thiếu Nhi nhớ nhiều. là hồi xưa là Nhi với, nói chung là cái đám của Nhi là đám xóm dưới và có một đám xóm trên nữa, nói chung là hai đám có vẻ hơi hơi kỵ nhau á, nên là gặp nhau khá là ghét. Đám xóm dưới tụi Nhi thì hay lên trên đó đi hái trộm mít, còn đám xóm trên thì lại xuống xóm dưới tụi Nhi hái trộm sầu riêng. Nói chung là như kiểu trả đũa qua lại vậy á. Nhưng mà đó là xóm Nhi thôi, còn lại thì Nhi thấy nếu mà xét về riêng về mấy đứa cháu ở nhà Nhi, bên bên phía nhà ngoài của nhà Nhi á, thì Nhi lại thấy hơi, Nhi lại thấy không, bọn nhỏ nó không có được vui như mình hồi xưa nữa. Cứ mỗi lần là đi ở ngoài có giỗ là mấy đứa nhỏ sẽ kiểu ráng ăn cho thiệt là nhanh, xong cho thiệt là nhanh, sau đó là sẽ chạy tới bên mẹ hoặc là bên ba là đòi cho mượn cái điện thoại cho bằng được. Sau đó là mỗi đứa sẽ ngồi một góc đường ngồi bấm điện thoại cho vui thôi. Đúng, đúng. Hoặc là có nhiều khi còn kiểu tranh cãi với nhau vì mấy đứa nó đã giao, ví dụ như là cái gì đó có ba ba đứa con thì tụi nó tự giao kèo với nhau là trong vòng 1 tiếng mỗi đứa sẽ được chơi 20 phút, nhưng cuối cùng mình có đứa chơi lố thì kiểu từ đó sẽ quấn nhau sứt đầu mẻ trán. Chứ mà kiểu khá là ngán ngẩm cái chuyện đó. À, cảm ơn chia sẻ của mọi người về tuổi thơ dữ dội của mình. Hôm nay trường quay của chúng ta có bạn Nhi, không hẳn là không có lý do. Chủ đề của tập 1 ngày hôm nay sẽ xoay quanh hai vấn đề, đó là áp lực gia đình và tự do. Chủ đề này mình nghĩ là nó sẽ rất là gần gũi và có tính áp dụng cao trong cuộc sống, và mình nghĩ bạn Nhi là một người cũng đã có những cái trải nghiệm khá là thú vị trong hai cái chủ đề này, nên là hôm nay mình rất vui khi có bạn Nhi ở đây để chia sẻ. Mình nhớ là như thế này, lần trước mà chúng mình đi ăn gà nướng cơm lam thì bạn Nhi có chia sẻ là Đài Loan là một trong những cái cột mốc đáng nhớ của bạn Nhi trong năm 2019. Đó là cái thời điểm mà bạn Nhi cùng với mình đi ra nước ngoài thuyết phục ba mẹ, là nói chung là khá là liều, hai đứa con gái tự đi với nhau. Để mà đi tới cái quyết định đó thì mình nghĩ là bạn Nhi đã trải qua một cái công cuộc khá là gian nan khi phải thuyết phục ba mẹ về cái chuyến đi đó. Thì bạn Nhi có thể chia sẻ để Hiếu và Hà cũng như là mọi người đang lắng nghe podcast này hiểu hơn. Thì câu chuyện là dài nên mấy bạn kiểu có nhiều đối với nhiều người á thì cái chuyện đi nước ngoài chơi với bạn bè bạn với người bạn thân thiết của mình thì có thể là nó không có gì là quá to tát hết, nhưng mà đối với Nhi thì Nhi là một đứa trẻ hướng ngoại nhưng mà sinh ra trong một gia đình ai cũng hướng nội hết trơn, tức tức là kiểu ai cũng hướng về phía gia đình, ai cũng hướng là ở nhà vẫn tốt nhất, ở nhà vẫn an toàn nhất và ở nhà vẫn vui, không nhất thiết là phải đi đây đó. Cho nên là khi mà dù cho lúc đó mà Nhi với thầy không quyết định đi Đài Loan mà là đi một nơi khác ở trong nước thì có khi cũng là một cái gì đó nó rất là khó khăn, tại vì ở gia đình Nhi sống khá là truyền thống và cũng hơi hơi khắt khe một chút nữa, cho nên là Nhi đã phải trải qua N cuộc nói chuyện với ba mẹ thì mới được cho phép đi cùng với thầy. Thì chủ yếu thì Nhi cũng không thể nhớ hết Nhi đã nói những gì với ba mẹ để có thể được đi, nhưng mà Nhi chỉ nhớ là Nhi đã lặp đi lặp lại rất là nhiều, đó là Nhi thật sự muốn đi, tại vì nếu mà Nhi không đi thì Nhi sẽ thấy rất là hối tiếc vì đã để cái tuổi 18 này nó trôi qua một cách lãng xẹt, kiểu mình biết mình muốn làm gì mà mình lại không làm được chuyện đó. Thì nó sẽ khiến Nhi rất là tiếc.
Thành nên là cái hồi hồi đó hình như đó như như là một người rất là ghét cái việc phải khóc, đặc biệt là khóc trước mặt người khác nữa, cho nên là như nhớ cái lần đó là lần đầu tiên, không không phải là lần đầu tiên, đó là lần thứ hai trong đời Nhi khóc trước mặt ba mẹ. Nên là Nhi nghĩ cái đây là cái gì đó nó in sâu trong tâm trí Nhi là ok, Nhi đã làm được, Nhi đã bứt phá ra được, là Nhi không có còn là một cái đứa con mà quá nghe lời cha mẹ, kiểu cha mẹ nói gì cũng phải nghe theo á. Thì hồi đó Nhi có tâm sự, hồi đó là Nhi tâm sự với dì Mai, người đó là dì cả, chị cả trong gia đình, trong trong bên ngoại. Thì hồi đó Nhi chỉ tâm sự một cách rất là bình thường thôi, tại vì Nhi coi dì Mai như là người mẹ thứ hai của Nhi vậy. Nhi hay gọi dì Mai là mẹ Mai, Nhi không có gọi là dì, Nhi gọi là mẹ, Nhi gọi là mẹ Mai. Thì hồi đó Nhi kể lại cái câu chuyện, thì sau đó thì dì Mai lại kể lại cho người anh họ, tức là con của dì Mai, con của dì Mai là anh họ của Nhi á. Thì có một điểm đặc biệt ở đây là anh họ của Nhi rất là giỏi, có thể gọi là một cục vàng trong gia đình luôn, kiểu ai cũng nể, ai cũng quý, ai cũng thương. Cho nên là sau lần nói chuyện đó thì cả Di Mai lẫn người anh họ đó đều gọi điện riêng cho mẹ với ba của Nhi để thuyết phục ba mẹ Nhi giùm cho Nhi luôn. Nhi không có nhờ, nhưng mà kiểu cả Di và anh họ đều đều nói chuyện chung, đều thuyết phục ba mẹ chung với Nhi. Thì đó một phần là chắc là do cái sức ảnh hưởng rất là lớn từ phía anh họ, cho nên là mẹ Nhi là người đã đồng ý trước. Vẫn còn ba Nhi, tới thời điểm đó thì ba Nhi có hơi lung lay nhưng mà vẫn còn rất là cứng đầu. Thì kiểu Nhi cũng tại vì Nhi có thể nói là Nhi là người hiểu ba nhất trong nhà, cho nên là ở giây phút đó thì Nhi xác định trong đầu là thôi rồi, tới cái mức này thì không có cái đường nào, không còn đường nào nữa, không còn cái tia hy vọng nào nữa đâu, tại vì ba Nhi cứng đầu lắm. Để mình nói rõ cho thính giả nghe về cái sự lo lắng của bạn Nhi á, thì mình vẫn nhớ như in là cái lúc đó mình với bạn Nhi đang đi chơi về, và bạn Nhi vừa mới đi thì mình thấy ba Nhi ở nhà mình và đang nói chuyện với ba mình, và mình kiểu rất Ủa? là hoảng hốt luôn, tại vì mình không biết vì sao ba Nhi lại biết nhà mình và không biết hai phụ huynh đã có những cuộc đối thoại gì. Nên là thật sự là rất hoảng, để nói cho mọi người biết là hình dung là cái mức độ mà ba bạn Nhi thật sự coi cái chuyện này nó nghiêm túc đến như thế nào. Thì bản thân bạn Nhi cũng không biết tại sao ba ba của Nhi lại tới được nhà Thùy nữa, kiểu lúc đó đi chơi về xong đang tèn tèn trên đường về cái Thùy gọi điện cái mất hết cả hồn. Nhưng mà xong rồi sau cái cuộc nói chuyện ngày hôm đó thì ba Nhi có gọi Nhi xuống dưới hiên nhà nói chuyện riêng. Thì ba Nhi nói chuyện qua nói chuyện lại một hồi thì ba Nhi hỏi câu cuối cùng nữa là con có chắc chắn là con lo được cho bản thân mình không? Thì lúc đó Nhi mới kêu là con chắc, con sẽ không để cho ba mẹ phải lo đâu. Thì lúc đó ba Nhi mới kêu là ok vậy thì đi, vậy thì đi đi, miễn sao lúc về vẫn còn lành lặn, vẫn an toàn là được. Tại vì cái đợt đó là theo như Nhi nhớ là một phần là do tính ba Nhi khó, phần thứ hai là hình như cái khoảng thời gian nó đang có một cái cuộc, có một cái chút gì đó xung đột ở trong đang diễn ra tại Hồng Kông á. Thì hồi đó ba Nhi sợ là sẽ có dính dáng tới Trung Quốc và Đài Loan, cho nên là đó là lý do tại sao mà ba Nhi kiểu đã lo rồi mà còn lo thêm nữa. Vậy thì cái áp lực này còn thể hiện ở trong những cái khía cạnh khi trong gia đình khi nuôi bé Nhi lớn lên như thế nào? Như thấy cái này áp lực này được thể hiện rất nhiều hộ gia đình, đó là cái sự khác biệt về tư tưởng của hai thế hệ khác nhau á. Thì cứ một thế hệ thì sẽ có một cái luồng suy nghĩ khác nhau, giống như kiểu chắc ai trong đây cũng đã từng được nghe ba mẹ nói những câu như kiểu bằng tuổi mày tao đang ở ngoài ngoài đồng vừa vừa chăn trâu vừa học bài các kiểu các kiểu, xong một tay thì ẵm em sát em rất là nhiều thứ. Nhưng mà Nhiều lúc như con thấy cái so sánh đó nó bị khập khiễng không? có chứ, hồi đó Nhi rất là hay nói lại cho ba Nhi là Nhi hay nói với ba Nhi là không thể nói như vậy được, tại vì bây giờ mình đang sống ở thành phố,
lấy châu bò đâu ra mà con đi chăng? Nhi hay nói như vậy. Xong rồi còn cái vấn đề mà một tay ẵm em, một tay nấu cơm thì Nhi cũng kêu là vậy thôi ba mẹ đẻ thêm một đứa em nữa đi rồi con chăm cho. Sao cứ nói mãi. Tại vì hồi đó Nhi cũng thích con nít nữa. Hồi đó Nhi con em đó, Nhi cực kỳ thích con em luôn. Nhi hay trách ba mẹ là tại sao không sinh Nhi ra trước mà lại sinh anh hai Nhi ra. Để bây giờ anh hai Nhi kiểu đi đầu cưỡi cổ bắt nạt Nhi như vậy. Có một cái sự khó khăn hoặc cái mâu thuẫn đỉnh điểm nào trong cuộc đời mà bạn Nhi nghĩ khi nghĩ lại là bạn Nhi vẫn thấy ấy không? Ý thôi là bây giờ nghĩ lại thì bạn Nhi có cảm xúc gì không? Ấy là ấy sao? Tự nhiên ấy ấy. Cái mâu thuẫn định điểm đó hả? Chắc là liên quan tới lựa chọn nghề nghiệp. Lựa chọn tới ngành học và nghề nghiệp. Thì hồi xưa nói chung là bản thân Nhi, nói chung là cái ước mơ lớn nhất của đời Nhi là được làm bác sĩ thú y. Vì một món nói chung là rất là yêu quý động vật, thứ hai nữa là rất là thích môn sinh học, không hiểu tại sao mà tất cả các môn bao nhiêu điểm thì Nhi mặc kệ, nhưng mà môn sinh mà điểm hơi thấp thấp một xíu là kiểu có thể buồn nguyên một tuần luôn. Nhưng mà hồi đó thì Nhi rất là một cái giây phút mà Nhi nói với ba mẹ là Nhi muốn làm bác sĩ thú y, mà Nhi sẽ thi vào Nhi sẽ học và thi vào lớp chuyên sinh để có thể đi theo được cái nghề đó. Thì lúc đó là ba mẹ Nhi cũng cấm cản. Thì nói chung là cái vấn đề cấm cản đó thì ba mẹ Nhi đúng chứ không sai. Tại vì một phần là Nhi có bệnh về đường hô hấp, nên là cái chuyện mà đi theo nghề bác sĩ thú y sẽ là một, nói chung là một cái gì đó đe dọa đến sức khỏe của Nhi. Thì nhưng mà điều quan trọng là mặc dù biết là hồi đó ba mẹ nó đúng, nhưng mà kiểu đang trong quá trình dạy thì sao á, cho nên là có cái sự bốc đồng mà kiểu bật lại cha mẹ cãi lại. Rồi nói chung là nhớ lại thì hồi đó cảm giác không hay chút nào. Hồi đó như nhớ bây giờ như nhớ lại thì như cảm giác như hồi đó mình cứ tưởng thế là ngầu, bây giờ thì thấy không có hay. Thì nói về cái vấn đề mà kiểu nghề nghiệp, áp lực nghề nghiệp này nọ, thì mình cũng kiểu trải qua cái vấn đề này. Cái lúc đó là vừa mới có điểm thi đại học xong, thì tức là kiểu không biết là do hên hay là sao mà điểm khối B của mình khá là cao và nó đủ để đậu vào trường y đại trường đại học y của thành phố. Thì đó, lúc đó là kiểu bố mẹ cũng muốn mình đó là đi học y, cho nên là bảo mình là phải đổi nguyện vọng từ y y từ nguyện lên nguyện vọng 1 và ngoại thương sang nguyện vọng 2. Thì buổi tối hôm đó đúng kiểu là một buổi tối căng thẳng, bởi vì kiểu mình tức là mình hiểu rõ cái tính mình như thế nào. Lúc đó là cũng kiểu đã trưởng thành, cũng trưởng trẻ, là kinh qua một số trải nghiệm cái nhất định đó, nó hình thành được con người mình là nó phù hợp với là ngoại thương hơn là y. Tức là mình không muốn là kiểu ngồi một chỗ, mà mình kiểu cũng là một con người mà thích bay nhảy, thích đi đây đó và thích tiếp xúc với nhiều người, nói chuyện với nhiều người. Thì đó, thế là buổi tối hôm đó là cực kỳ căng thẳng luôn, bởi vì kiểu mình không thật sự không muốn đổi nguyện vọng. Và sau tầm 5 tiếng đấu tranh với bố mẹ, kiểu thuyết phục bố mẹ là bây giờ con hiểu rõ con người con là con phù hợp với ngoại thương chứ không phải là y. Thì đó, thì bố mẹ cũng đồng ý là bây giờ đó là cuộc đời của mình rồi, rồi ví dụ như mình có chọn sai thì mình chịu trách nhiệm, chứ không có ai chịu trách nhiệm mình hết. Và mình cảm thấy là cái quyết định lúc đó của mình đúng, kiểu là một quyết định cực kỳ sáng suốt luôn. Bởi vì bây giờ là lúc mà học ngoại thương á, cảm thấy kiểu bản thân mình rất là phù hợp với môi trường này, rồi mình thích những con người trong trường ngoại thương. Mình cũng cảm thấy được là khi mà ở ngoại thương mình có được, tức là cái con người của mình được phát triển một cách tối đa á. Thì đó, tức là khi mà nói về bàn bàn về cái việc mà áp lực của bố mẹ về về vấn đề sự nghiệp này nọ, thì đúng là kiểu phải qua một cái thời gian khi mà mình đủ trưởng trạng thì mình mới thấu hiểu được cái vấn đề đó. Không biết mọi người có biết Tiên Tiên không nhỉ? Nhạc sĩ, ca sĩ Tiên Tiên. Em biết. Thì có một hồi
Có một hôm mình có qua trường của Hà để chủ yếu là để coi Tiên Tiên diễn, thì hôm đó mình nhớ Tiên Tiên nói một câu khá là chí. Khi mà Tiên Tiên bước vào con đường nghệ thuật á, thì bản thân gia đình cũng có ngăn lại, cũng cũng không đồng ý cho lắm, nhưng mà Tiên Tiên đã nói với mẹ của chị ấy là Tâu Tự nhiên phải đợi cái tiếng nhẹ qua đi đấy. Cáo chuông cửa gì nhớ, hình như hiệu An Phước mọi người. Quảng cáo chuông cửa An Phước. Mỏi luôn Muốn nhà bạn phát ra âm thanh, muốn nhà bạn tự chơi nhạc, hãy đến với An Phước. rồi tiếp vào mẹ chương tao nói trình. tới đâu rồi nhỉ? Thì Tiên Tiên chia sẻ là gì đó? À thì hôm đó Tiên Tiên có kể lại là chị ấy đã nói với mẹ là sai một lần thì người ta gọi là sai lầm, còn sai đến lần thứ hai thì người ta gọi là sai phạm, và Tiên Tiên sẽ không bao giờ sai phạm. Nhưng mà mình khá là thích câu đó của Tiên Tiên, nhưng mà kiểu ngay sau khi nghe câu đó thì gia đình ủng hộ 100% về con đường nghệ thuật và mâu thuẫn Wow. được giải quyết. Mình nhớ là Hiếu cũng đã từng chia sẻ với mình vấn đề tương tự, nhưng mà là về mẹ, đúng không? Thì không biết là Hiếu đã xoay sở để làm được điều mình thích như hiện tại như thế nào? Ơi, mẹ ta đang ngồi ở phòng ăn. Đây để đợi xí chùm chăn nói cho nó. Thì Hiếu xin kể đôi chút là hai câu chuyện về việc đấu tranh giữa Hiếu với ba mẹ của Hiếu. Thì đầu tiên là vào năm lớp 11, lúc đó là kiểu nhà Hiếu là một gia đình kiểu làm gì cũng phải có tính toán rồi kế hoạch trước kỹ lưỡng á, cho nên là cái việc nghề nghiệp của Hiếu cũng không phải là một ngoại lệ. Cho nên là kể từ năm lớp 11 là ba mẹ Hiếu đã bắt Hiếu phải định hướng cái nghề tương lai của mình rồi. Thì hồi đó thì Hiếu lớp 11 mà chưa biết gì hết, kiểu chưa trải nghiệm nhiều rồi, chưa biết là ngoài kia thế giới đang diễn ra cái gì. Cho nên là cũng nói đại những gì mình thích thôi. Mình kêu là hồi đó Hiếu kêu là mình thích tổ chức sự kiện thì đi đi thi tổ chức sự kiện, rồi mình thích ngành marketing mình học marketing. Xong xong kiểu bố mẹ của Hiếu mỗi khi mà Hiếu nói ra một cái vấn đề đó là lại kêu là đi tổ chức sự kiện hả, đi dầm nắng dầm mưa khổ vậy. Xong đến cái lúc marketing xong lại kêu là học marketing hả, sau này đi đi phát tờ rơi đúng không. Hà, một người thích marketing có quan điểm như thế nào? Thiệt sự thì khi mà nhắc đến marketing á thì rõ ràng là ai cũng sẽ nghĩ là đi phát tờ rồi, Ừ đi làm tiếp thị. Cái đó thực sự là một cái suy nghĩ cực kỳ sai luôn á, bởi đúng. vì khi mà vào trong ngành này, khi mà vào trong cái ngành marketing này rồi mới thấy được là cái ngành marketing này rất là đỉnh. Kể cả cái kiến thức về lý thuyết nha, nó đều có thể là vận dụng được trong tất cả các mặt trong cuộc sống luôn. Đến cái việc mà mình thực hành ra ngoài thực tế á, và nó cũng kiểu mang một cái gì đó rất là kiểu đặc biệt và rất là lý thú ấy. Cho nên là khi mà ai á mà đã đi tìm hiểu ngành marketing rồi thì đảm bảo là cực kỳ thích cái ngành này luôn á. Cho nên là cái podcast này cũng mong muốn truyền tải đến mọi người là marketing. Thì lúc đó Hiếu cũng nói bởi vì lúc đó còn thiếu kinh nghiệm này, chưa đủ kiến thức rồi chưa trải nghiệm nhiều, thì đó thì không 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 có lời lời lẽ nào mà cự cãi lại được ba mẹ. Xong ba mẹ kêu là ta thấy không phù hợp đi làm bộ đội đi, xong cũng kêu là đi làm bộ đội hay học công an gì đó thì nhà có quan hệ rồi sau này con đường sự nghiệp nó thăng tiến dễ dàng hơn, không phải khổ sở. Sau rồi Hiếu không thích điều đó, rồi kiểu
Tức là nguyên trong vòng một năm, từ đầu năm lớp 11 đến gần hết năm lớp 11, là kiểu cái câu chuyện trên bàn ăn gia đình nhà Hiếu là nghề nghiệp tương lai của Hiếu đó. Cho nên là khoảng thời gian đó Hiếu rất là ghét luôn. Hiếu không 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 muốn ngồi ăn cùng với ba mẹ để mà ngồi. Thật ra là mỗi khi mà Hiếu nói một cái gì đó thì ba mẹ sẽ có một câu 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 để nói lại. Cho nên là Hiếu ghét cái cảm giác nó. Ghét cái cảm giác mà mình chưa nói xong là lại bị chặn đứng giữa chừng. Xong 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 thì dần là giọt nước tràn ly thôi. Thì xong có một hôm là đồng nghiệp của ba Hiếu tới, thì không phải là đồng nghiệp nữa, nhưng thật ra là sếp sếp của ba Hiếu tới. Xong câu chuyện của ông sếp đó thì khá là màu hồng luôn á, kiểu ông đó đang đi trên một cái con đường màu hồng từ lúc khởi đầu đến cái lúc hiện tại. Đến cái lúc đó là nhà ông là truyền thống là bộ đội, ba rồi ông nội ngày xưa có công với đảng cách mạng, xong bây giờ đến 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 thời của cái ông đó thì ông với là bộ đội, xong cứ thăng tiến một cách gọi là như diều gặp gió vậy á. Ông cũng giỏi nhưng mà vừa vừa có quan hệ, cho nên là lên được cái thiếu tướng, xong và ông phải dạ là ông Wow. làng. Xong xong ba Hiếu có mời về ăn cơm nói chuyện, xong tự nhiên ba Hiếu kêu ra ngồi nói chuyện. Sau cái là đó, anh nhà mình cũng tương tự như nhà của bác này thôi, nếu con mà vô bộ đội thì con sẽ được thế này thế kia, con được bao nhiêu tiền thế đó, được bao nhiêu người trọng vọng cung phụ kiểu vậy. Xong không thích Hiếu bỏ đi. Xong vô Hiếu rất là tức giận, mẹ Hiếu còn tức giận gấp vạn lần nữa, do mẹ Hiếu lúc đó cũng ngồi ở đó mà biết mà phận phận làm cha mẹ, thấy con cái mình xử sự, với người 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 lạ như thế thì đảm bảo là mình sẽ như kiểu ba mẹ sẽ kiểu như cảm thấy bị xúc phạm á, kiểu người ta Bị sẽ kêu mất mặt là đúng con hư, mất mặt rồi, không? con hư tại cha rồi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà kiểu vậy. Xong sau sau khi mà mở, tức là đó là buổi tối, thì lúc mà cái bác nó về rồi á, lúc khoảng 10 giờ thì ba mẹ mới bắt Hiếu ra ngồi nói chuyện. Mà đó, cái tính chất của cụ đó không phải là cuộc nói chuyện nữa, mà là cuộc la la theo kiểu rất là thậm tệ luôn. Hiếu cảm thấy như kiểu đời mình chưa bao giờ mình bị hạ nhục nhiều đến như thế. Xong rồi Hiếu kêu là tự nhiên con mới sinh ra ở trong cuộc đời có 17 năm à, giả sử con sống đến năm 70 tuổi đi thì những năm còn lại là ba mẹ quyết định cho con ạ. À? Đó, xong mẹ Hiếu mới kêu là mày không biết gì hết, mày là con của tao, tao muốn mày như thế này thế kia, mày phải học công an cho tao, mày không học công an là mày mày tự nuôi bản thân mày đi, mày mày cút mày mày mày, mày soạn vali rồi mày cút ra khỏi nhà này, đừng có quay về đây nữa. Xong lúc đó Hiếu mới, tức là vừa tức vừa bị xúc phạm như cái quả bom nổ chậm nhé. Xong Hiếu nói hết tất cả những gì suy nghĩ ra luôn. Mà bây giờ nhớ, tức là trong khoảng 5 phút á, là Hiếu mồm miệng rồi cái suy nghĩ của Hiếu nó cứ suy nghĩ liên tục luôn, là không nói không ngừng nghỉ một giây nào cả, mặc kệ ba mẹ Hiếu nói luôn. Thì đại ý của cái đó thì Hiếu có kêu là con cái sinh ra không ai ghét cha mẹ hết, bởi vì cha mẹ làm cho con cái ghét họ thôi. Đó, xong xong sau đó Hiếu có kêu này, cuộc đời sau này của con là con quyết định, chứ mắc mới gì ba mẹ quyết định. Giờ mà không lẽ ba mẹ 90 tuổi rồi ba mẹ cũng lo cho một đứa con 60 tuổi hả? Đó, xong Hiếu kêu là nếu ba mẹ sinh con ra mà ba mẹ không tin tưởng được con thì ba mẹ sinh con ra làm cái gì? Từ từ nhỏ đi, từ nhỏ đến lớn thì con với ba mẹ sống được là nhờ tình thương, nhưng sau đó con còn có gia đình, con phải san sẻ cái tình thương đó. Thì ngoài thương ba mẹ ra thì ba mẹ phải tin tưởng con nữa, tin tưởng về cuộc đời phía trước của con kiểu vậy. Cảm ơn những chia sẻ hết sức thật lòng từ Hiếu. Thì mình liên hệ là các bạn trẻ hiện nay cũng đang gặp phải vấn đề giữa phụ huynh và bản thân mình, đặc biệt là trong cái giai đoạn sắp phải thi đại học như thế này.
Thì nếu mà cho mình quay trở lại nếu mà nếu mà cho bản thân mình nếu mà cho bản thân mình quay lại lúc trước, thì mọi người có một cái lời khuyên hoặc là cái một cái lời nhắn nhủ gì cho các bạn trẻ nên hành động như thế nào? Ngắn gọn thôi nha, bạn Nhi. Nếu mà để khuyên các bạn, gọi là các bạn trẻ mà không được, tại bản thân mình vẫn cũng còn trẻ, thì cứ coi như là để khuyên các em học sinh hoặc là các bạn đang ở trong khoảng thời gian dạy thì đi ha, thì điều các bạn cần ghi nhớ trong đầu là hãy là một con người biết kiên nhẫn. Nói chung là trong cương có nhu, trong nhu có cương, tức là không phải khi nào mình nổi sùng lên cũng có thể giải quyết được một cái vấn đề. Và đặc biệt là những người mà mình nổi sùng đây là những người kiểu lớn hơn mình rồi, có công nuôi dưỡng mình, nên là không phải khi nào cái chuyện mà kiểu gay gắt cũng có thể cũng 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 có thể giải quyết được vấn đề. Thì dựa trên kinh nghiệm riêng Đúng của mình rồi. thì phải là một người kiên nhẫn và biết biết phân tích tình huống. Thì do Hà cũng đã trải qua được cái khoảng thời gian như các bạn hiện tại á, thì Hà chỉ có một lời khuyên là mọi người cũng phải luôn nhớ trong đầu á, luôn luôn phải nhớ cái câu này là bố mẹ lúc nào cũng muốn điều tốt nhất cho con của mình. Tất cả những gì họ làm đều là muốn con mình có được một cuộc sống sung sướng, một cuộc sống không phải khổ như họ hồi xưa nữa, thì lúc nào cũng phải nhớ câu đó. Và cái thứ hai á, là mình cần phải có một cái đầu lạnh, tức là mình cần phải biết được là mình là ai, mình muốn gì, và biết phân tích thực ra bố mẹ muốn như vậy là bố mẹ sai chỗ nào, bố mẹ đúng chỗ nào, còn mình thì mình sai chỗ nào, mình đúng chỗ nào, và xem xét xem là quyết định nào sẽ là tốt nhất cho mình, quyết định nào sẽ là tốt nhất cho cả mình, cả bố cả mẹ. Thì đó, mình cũng phải biết là mình phải biết là bình tĩnh, mình giải thích cho bố mẹ biết được là mình như thế nào, mình muốn cái gì, thì dần dần bố mẹ cũng sẽ hiểu, rồi bố mẹ cũng sẽ Thì Hiếu đồng ý, hoàn toàn đồng ý với Hà với bạn Nhi luôn. Thì qua được cái khoảng khoảng thời gian đó đến hiện tại thì Hiếu học được một điều, đó chính là phải luôn bình tĩnh trong mọi điều mình làm. Thì đó, bình tĩnh suy xét vấn đề, nói như vậy như là không phải lúc nào tức giận cũng giải quyết được vấn đề hết. Thì đó, cứ bình tĩnh là sẽ giải quyết được vấn đề. Với lại đã có một lần Hiếu viết bài cho Moving Blue về cái câu chuyện đầu tiên của Hiếu, cho nên là nếu được mọi người có thể tìm lại để đọc ha. Lúc đó Hiếu viết không giấu tên. Hiếu... tao cắt đoạn này, lắng nghe câu chuyện của ba bạn, và thì mình xin chia sẻ một chút về câu chuyện của gia đình mình, thì nó lại hoàn toàn cách trái trái ngược cái cách nuôi dạy luôn. Thì ba mẹ mình khá là thả lỏng mình từ hồi học cấp 3 cho tới hiện tại, thì thậm chí là mình có để cái lịch khóa biểu hoặc lịch học thêm ở đó, nhưng ba mẹ mình cũng chẳng quan tâm, ba mẹ cũng không biết mình làm gì. Mình nghĩ là có thể là ba mẹ có một cái sự tin tưởng nhất định và ủng hộ vào điều mình chọn mình làm. Thì mình thấy một cái nghịch lý như thế này, và mình đã có cơ hội đi tiếp xúc và nói chuyện với những người mà ba mẹ có cách nuôi dạy giống gia đình mình á, thì mình nhận ra là ba mẹ mà càng thả lỏng và ủng hộ con cái thì con cái càng có nhận thức về bản thân nhiều hơn, tức là họ biết mình giỏi cái gì và giới hạn của mình ở đâu, và họ tập trung vào làm cái đó hơn. Nhưng mà cái điều này nó khác với nuông chiều nha. Nuông chiều thì nó sẽ dẫn đến hậu quả lớn rồi. Thì nó dẫn đến một cái câu nói là less is more. Thì không biết là mọi người có thấy như vậy không? Cái này thì mình đồng ý, tại vì mình cũng suy nghĩ là nếu mà sau này mình có cháu có con hay là gì đó thì mình cũng sẽ nuôi dạy nó theo cái kiểu hơi thả lỏng một xíu, không có thật sự quá gay gắt như gia đình mình hiện tại nữa. Tại vì theo như mình thấy thì từ cái ngày mà ba mẹ thả cho mình có xe riêng để đi học rồi các thứ thì mình cảm giác mình như sống đúng với chính con người mình hơn, thì nó lại hiệu quả hơn trong cái việc hình thành mindset của mình hiện tại. Cảm ơn bạn Nhi. Vậy là câu chuyện áp lực gia đình giữa cha mẹ và con cái xin được kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ chuyển sang chủ đề 2, tự do, trong giây lát.
Chào mừng mọi người đã quay trở lại với trường quay Nghĩ Gì Nói Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề chính thứ hai của ngày hôm nay, đó là tự do. Thì không biết định nghĩa về tự do của mọi người là như thế nào? Ha ha. Thì theo mình á, thì định nghĩa cái tự do tức là mình được làm những cái gì mình thích, mình được sống với lại đúng với con người thật của mình á, và mình được phép trải nghiệm nếu như mà cái mình vẫn chưa định hình được con người. Nhi thì có những suy nghĩ khác hà hà hay không? Theo mình thì cũng tương tự thôi, thì tự do đối với mình là khả năng tự quyết, khả năng làm theo một nguyện vọng mà mình có quyền làm, thì đối với mình như thế là tự do. Mình xin chia sẻ câu chuyện về hai luồng suy nghĩ của tự do mà mình bắt gặp trong cuộc sống. Luồng suy nghĩ thứ nhất đó là người đó đi nhiều nước, càng nhiều càng tốt, mở rộng các mối quan hệ, thậm chí trong quan điểm tình yêu của họ là họ mặc dù cưới một người nhưng mà họ vẫn thống nhất với người đó là có một cái thời gian trống ấy, tức là họ có thể dành một ngày, một tuần với người đó thôi, còn cuộc đời của họ là họ tự do bay nhảy. Còn luồng ý kiến thứ hai là tự do trong sự gắn kết và ràng buộc, mà tiếng Anh người ta gọi là commitment. Thì cái luồng suy nghĩ này nói rằng là bạn có thể đi nhiều nước á, nhưng mà tới cái nước thứ 54, nước thứ 55, bạn sẽ thấy là bạn cũng không học thêm được bao nhiêu cả. Mà cái cuối cùng bạn nhận ra là khi bạn gắn kết vào một người, bạn cưới một người, bạn tập trung vào một thứ quan trọng trong cuộc đời bạn, thì bạn sẽ thấy tự do trong cái sự gắn kết đó. Thì không biết ý kiến của mọi người và mọi người có đồng quan điểm với một trong hai luồng suy nghĩ này không? Đối với Nhi thì Nhi đồng, nói là Nhi theo cái hướng thứ hai hơn, đó là mình có thể sống tự do, mình có thể phóng khoáng, mình có thể trải nghiệm, nhưng mà bản thân mình cũng không nên để cho kiểu bản thân có hơi hướng hơi suồng sẻ, hơi buông thả quá, thì kiểu như vậy nó có vẻ gì đó nó bị sao ta, Nhi có thể gọi là phiêu bạc không, kiểu không ổn định cho lắm. Đối với Nhi thì tự do thì ok đó, nhưng mà bạn cũng nên có một cái gì đó rõ ràng trong cuộc đời của mình. Kiểu mình tự do, mục đích mà mình tự do là cái gì, mình tự do để mình làm gì và mình sẽ đạt được cái gì để xứng đáng với cái gọi là cái quyền lợi tự do đó của mình. Tại vì không phải ai trên cuộc đời này cũng có được cái sự tự do đó cả. Còn Hà thì nghĩ kiểu ngược lại á, tức là hai ý kiến đó nếu mà xét vào từng hoàn cảnh thì nó sẽ đúng, tức là nó sẽ có cái đúng của nó. Giống như Hà nói từ ban đầu á, tức là tự do là khi mà mình được làm những gì mà mình thích, được làm những gì mà kiểu mình luôn mong muốn làm mà không có cái gì có thể ngăn mình lại nữa. Cho nên là cả hai ý kiến này đều đúng, bởi vì là trong cuộc đời của mỗi người á, mỗi người sẽ có cái định vị, tức là sẽ có được cái sở thích. Thích cái sự không ổn định, thích tìm cái mới. Đúng rồi. Tức là có những người sẽ thích những cái đó, và có những người như bạn Nhi là sẽ thích commit với lại một cái thứ gì đó đến mà có thể cho mình được một cái kết quả tốt á. Thì tức là cái đó là tùy vào sở thích của người thôi. Cho nên là nhưng mà quan điểm sống của Hà thì quan điểm sống của Hà thì nó sẽ thiên vào cái thứ hai hơn, tức là trong cái khoảng thời gian mình trải nghiệm á, mình có thể làm mọi thứ mình thích. Tuy nhiên khi mà mình đã tìm được cái gì đó mà mình mong muốn có thể gắn kết cả đời á, thì Hà nghĩ là mình nên đầu tư thời gian vào cái đó nhiều hơn. Cảm ơn chia sẻ của Hà. Thì bản thân mình cũng suy nghĩ giống mọi người á, mình vẫn thích cái suy nghĩ ý nghĩ thứ hai hơn. Tại vì nếu mà mọi người coi Hannah Lexit, cái tập mà ông chủ nhà thông thái á, thì ông có chia sẻ là ông là một người đi rất là nhiều nước, đi rất là nhiều nơi, và cái ông nhận ra là con người đâu cũng như nhau cả, kiểu họ đều có những cái nhu cầu, những cái tham vọng, những cái ước mơ, về bản chất đều giống nhau hết. Nên có thể là việc mà mình gặp người này, ví dụ gặp 10 người, 20 người thì mình thấy thích thú, tại vì mình có nhiều góc độ khác nhau. Nhưng mà càng gặp càng nhiều á, thì mình thấy nó kiểu nó bắt đầu nó
lanh đanh, nó quá nhiều lựa chọn và nó không có một cái mục đích tập trung gì cả. Nên là mình vẫn muốn là cái sự gắn kết và thông qua nhiều sự lựa chọn trong cuộc đời mà mình gặp, mình tập trung vào thứ mà mình thích làm hơn thì đó là tự do. Nhưng mà lại có một cái điều như này, có thật sự là ai cũng đạt được tự do hay không, hay là tự do nhưng luôn ở trong khuôn khổ? Tại vì mình thấy cái quyết định mình làm, cái mình là sinh vật xã hội mà, một cái quyết định mình làm nó ảnh hưởng đến tập thể, nên không thể cái gì mình cũng có thể tự do tự tại mình làm được. Thì ý kiến mọi người như thế nào? Thì anh thấy là cái việc mà tự do trong khuôn khổ nó đúng, bởi vì mình sống cho một tập thể, mà tức là bên cạnh mình á không chỉ có một mình mà còn mình còn phải có gia đình, mình phải có trách nhiệm gia đình, mình còn phải có trách nhiệm với lại những người bạn, những người đồng đội á xung quanh mình nữa. Tức là khi mà mình đưa ra một cái quyết định gì đó về công việc đi hơn, thì mình cũng phải thông qua ý kiến của những người bạn trong team của mình để xem thử là quyết định đó nó có ảnh hưởng gì đến những cái công việc của những người bạn đó hay không, hay là có ảnh hưởng gì đến công việc của tập thể hay không. Có thể quyết định đó nó sẽ giúp cho cái công việc của mình nó thăng tiến đi hơn, nhưng mà nó lại kéo công việc của những người khác trong team xuống á. Thì nhìn chung á là cái công việc của toàn team thì sẽ bị kéo xuống luôn. Thì đó, tức là không thể nào mà mình tự do mình đưa ra một cái quyết định của mình được, bởi vì đâu đó quyết định nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái người mà xung quanh mình đó. Thì cảm thấy là cái tự do trong khuôn khổ này, mặc dù là nghe thì nó có vẻ khó chịu đúng không, nghe nó bức bối, nhưng Đúng. thì nó lại thể hiện Ừ, cảm giác đúng là rồi. sống có trách nhiệm nữa. Nhi cũng đồng ý với ý kiến của Hà Em là thấy sao? nói là tự do trong khuôn khổ thì nghe nó nặng nề, nhưng mà sống có trách, nói chung sống tự do nhưng mà có trách nhiệm thì nghe nó có thể là ok hơn. Thì cái chữ trách nhiệm ở đây nó là một cái gì đó nó khá là lớn lao, mà nói chung là bản thân của mọi con người đều phải tự tự biết đi, lớn là tự suy nghĩ, không cần không cần phải nói nhiều về cái chữ trách nhiệm nữa. Bà Nhi đã lớn Chưa, chưa? còn con nhỏ, còn con nít nên là không có trách nhiệm lắm. Thì đó. Tại thì mọi người ở đây đều là sinh viên năm nhất, cũng chuyển tiếp từ cái môi trường cấp 3 sang một môi trường đại học, môi trường lớn hơn, mang tính phức tạp hơn, đặc biệt là ở cái chốn Sài Gòn hoa lệ này có rất nhiều cám dỗ. Thì không biết là mọi người có cái suy nghĩ là đã từng có cái suy nghĩ là vào Sài Gòn mình sẽ kiểu tự do, làm được nhiều điều mình thích. Và hiện tại mọi người có cảm thấy nó đúng không? Ý là mình có được tự do như mình nghĩ ngày trước không? Ồ, cái này thì Nhi thấy kiểu đối với Nhi là hoàn toàn đúng, tại vì tư tưởng của Nhi kiểu mặc dù Nhi vẫn rất là yêu quý Gia Lai, nhưng mà kiểu Gia Lai có vẻ đối đối với bạn Nhi thì nó hơi trầm quá, kiểu nó không có được sống động á, cho nên là cái ước mơ đi định cư ở một nơi khác là đã được hình thành từ cái hồi mà kiểu chắc là còn đầu cấp 2 rồi kìa. Đầu cấp 2 là bạn Nhi đã nghĩ tới chuyện là sau này chắc chắn mình sẽ sống ở một thành phố khác, nếu mà sống được ở một nước khác thì tốt quá. Không phải là đây không phải là một cái tư tưởng chạy trốn gia đình đâu mọi người, mình vẫn rất là yêu thương gia đình. Bằng chứng là cứ cuối tuần là mình sẽ phải tự bỏ tiền túi xong rồi lén về Gia Lai chơi vào thứ bảy chủ nhật, xong rồi thứ hai lại lên đi học lại. Chẳng quá là bản thân mình không thể nào kiểu sống quá quá chậm quá thụ động. Cho nên là mình thích được hòa nhập với những cái thành phố lớn hơn. Cho nên là khi mà vào Sài Gòn á, mình cảm giác như ồ thì cái đây là cái chốn của mình kiểu. Xong rồi còn thêm cái việc mà là sinh viên, xong có xe riêng, xong rồi đi đâu đi kiểu 10 giờ đêm mới bắt đầu xách xe ra ngoài đường chơi, 2-3 giờ sáng về, nói chung là kiểu khá là vui á. Có thể là mới năm đầu như là mình vẫn đang trong thời kỳ trải nghiệm, không biết là sau sau này có bị ngán cái chuyện đó không, nhưng mà hiện tại Nhi rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ý là Hà thấy Sài Gòn á thì đúng là tự do, thì tức là mình muốn ra ngoài đường lúc mấy giờ rồi mình về nhà lúc mấy giờ thì không ai cấm cản hết. Tuy nhiên thì nếu mà xét về cái khía cạnh là về cái việc mà mình phải tự lo cho cuộc sống mình á, khi mà mình ở nhà á thì có bố mẹ lo cho ăn cho uống, rồi bố mẹ cũng kiểu giặt đồ cho nữa kìa, thì kiểu cảm giác là có nhiều thời gian hơn, mình tự do mình làm
làm việc rồi mình có thể lên mạng rồi cái thứ có phim rồi đó thì vẫn là tự do, nhưng mà khi mà ra Sài Gòn á là mình phải kiểu tự lo cho mình á, xong cơm nước rồi cũng phải tự nấu rồi đồ cũng phải giặt đó, thì nó cũng bớt cái thời gian của mình đi, bớt cái thời gian tự do của mình đi Nói chung là mình phải hy sinh một khoảng thời gian nhất định đúng không? Liên hệ tới vấn đề tự do thì mình nghĩ khi mà chuyển tiếp sang một môi trường mới, rời xa vòng tay của bố mẹ thì lại có rất nhiều cám dỗ và giúp và khiến cho bạn dễ dàng sa đọa. Vậy thì không biết mọi người có cái lời khuyên, không phải lời khuyên, có cái ý kiến gì về việc làm sao để giữ mình nơi Sài Gòn phồn hoa không nhỉ? Có một thanh niên đã từng bay lắc như vậy Nhi thì Ôi cái này oan quá mọi người ơi, mình chưa từng bay lắc, nói ai á chứ không phải nói mình, lộn rồi, bảo Nhi nào á. Nói vậy thôi chứ nói mà mình cũng không có bay lắc thiệt, mọi người đừng nghĩ mình bay lắc rồi rồi mình lắm. Thì về cái vấn đề làm sao để tự do mà không bị quá chớn, không không có bị buông thả quá, thì nếu mà bây giờ chị nói suông ra là phải có trách nhiệm, phải có biết suy nghĩ như một người lớn thì cũng hơi khó, tại vì cái đó mình nói thì dễ lắm nhưng mà làm thì đâu phải ai cũng làm Nói chung được. là mình không Nên nên là nói đạo lý đúng nói chung là những người nói đạo lý thì không? sống như thế nào thì chắc mọi người biết rồi. Công Nói chung là thì bản thân Nhi thì Nhi nghĩ là có một luôn. cái nói chung là phòng bệnh hơn chữa bệnh, cho nên là để mà mình sau này khi mà những cái bạn học sinh mà chuyển tiếp từ môi trường này sang một môi sang lên thành phố để học đại học hay là gì á, thì để mà phòng bệnh á, tức là phòng cái chuyện mà mình sẽ đẻ đó, là mình nên tự do hơn. Nói chung là từ nhỏ thì mình nên có một cái gọi là mức độ tự do nhất định trong cái việc gì đó, ví dụ như là điển hình như ví dụ như cha mẹ có thể suy nghĩ tới chuyện cho con mình một cái phòng riêng, cho con mình ngủ riêng từ cấp 2, cấp 3, hoặc là giao cho con mình xe máy để tự tự chạy, tự đi học. Từ những việc cơ bản với những việc nhỏ như vậy thôi, thì trong 3 năm cấp 3 nó cứ dần dần như vậy, thì từ bản thân bạn nó cũng sẽ hình thành nên một cái gọi là cái trách nhiệm, kiểu nghe nó to tát, nó vừa to tát nhưng mà vừa không. Thì qua những cái gọi là những cái tự do nhỏ 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 thì dần dần sau này các bạn sẽ thấy là cái việc lên Sài Gòn và vui chơi đó, ok nó vui thì nó tự do, nó thoải mái thì, nhưng mà nó không có kiểu nó không có khiến cho mấy bạn nó thấy quá là sảng khoái nữa, kiểu không có bị u mê. Nó không có bị u mê tại vì trước đó là các bạn đã được trải nghiệm qua cái sự tự do đó rồi, chẳng qua là đây là một sự tự do lớn hơn thôi. Đúng. Cái này là kiểu là à, cũng phải xác nhận lại luôn á, tại vì trong cái lớp đại học là có một thằng, tức là tối nào nó cũng đi bar nha, Ồ, đi bar, đi pub, đi đánh bi da, tức nghĩa tất cả mọi cái hình thức quay lắc. Nó chạy mọi hình thức quay lắc luôn. Nhưng mà kiểu á, nó vẫn giữ trong nó, tức là vẫn giữ mình được, tức là vẫn học giỏi này, vẫn điểm A điểm B rồi cái thứ, tức là bạn đi cũng rất là ok, rồi tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng cực kỳ sôi nổi đó. Cho nên cảm thấy là những con người như vậy, những con người biết cách Kiểu học tự học do thì mình gớm, không kiểu khổ chơi cũng gớm luôn. đó. Thì tức là bản thân Hà cũng kiểu ngưỡng mộ những con người như vậy á, kiểu tất cả mọi cái sự trải nghiệm trên cuộc đời nó đều trải nghiệm qua rồi, Đúng, cho nên nó đúng. biết được đâu là xấu Ừ, thì để lên trên xe, đúng đâu là rồi. Nhi cũng tốt có một người thì bạn tương tự á, thì nói chung là anh này là một anh khá trên, cũng không chung câu phải lạc bộ là với Nhi luôn. Thì có hai trường hợp mà Nhi sẽ kể. Trường hợp thứ nhất là cái anh này kiểu ảnh, mọi người có biết cái nghề mà kiểu làm host không, làm host của mấy cái club, mấy cái pub rồi đồ á. Thì anh bạn này của kiểu giống như là quản lý. booking á, dịch vụ book bàn á, kiểu như nếu mà book book bàn ở chỗ anh này thì sẽ được có này nọ, rồi anh này sẽ nhận được tiền hoa hồng dựa trên bao nhiêu phần trăm đó. Thì mà mọi người phải biết là khi mà làm cái nghề booking á, tức là cái món gì mọi người cũng phải kênh qua luôn, cần rồi bóng rồi gì đó, đó đó thì mọi người đều phải thử hết.
Thì bản thân hồi đó là bữa hôm đó là câu lạc bộ Nhi đi diễn xong thì anh mới nói giỡn, anh mới hỏi tự nhiên là tụi bay có muốn vào ba xong chơi bóng không. Cái lúc đó là kiểu nhưng mà ai cũng biết là chuyện giỡn hết, cho nên kiểu cũng đứa thì cũng dễ bộn quen hiền thôi, anh ơi thời đại này chơi bóng rồi em sẽ đi dép. Thì cái anh nó mới nói là nhưng mà thật sự á, nếu mà sau này tụi em muốn chơi á thì tụi em có thể liên hệ với những người mà tụi em thật sự quen, thật sự tin tưởng, tại vì thà như tụi em tự tìm tới và tụi em tự tìm cho mình một cái chỗ dựa khi mà mình hơi hơi lâng lâng ở lần đầu tiên á thì tụi em sẽ không bị sa ngã, còn đỡ hơn cái việc mà sau này tụi em đi chơi với một người nào đó mới mẻ xong cái người ta lại mời, người ta lại ép, thì tới lúc đó là tụi em mới không không kiểm soát được chính bản thân mình, cũng như là ok các bạn có thể chơi nhưng mà chơi rồi kiểu chơi trải nghiệm thôi cho biết thôi. Vậy qua đây thì mới thấy được là một cái cách để mà mình phải biết chọn bạn mà chơi đó, tức là những lúc Ừ đúng rồi. là người xung quanh mình mà cũng được chọn kiểu Ừ đầu tiên đúng luôn, rồi nhưng đúng mà rồi. những người đó phải mình phải tin là ở Nhưng mà tới nói thì nói vậy thôi chứ tới bây giờ Nhi vẫn chưa chơi bóng với mọi người. Nhi chơi BD thôi. Oh Ok thôi bây giờ mình tóm gọn lại no. ha. Vậy là cuộc nói chuyện cũng đã đi đến hồi kết thúc ngày hôm nay. Chúng ta đã bàn về chủ đề áp lực gia đình và tự do và rút ra được những chia sẻ và ý kiến đến từ bạn Hà, bạn Hiếu và bạn Nhi. Những chia sẻ ngày hôm nay thì mình hy vọng điều đó giúp ích cho các bạn thính giả đang lắng nghe và phần nào có thể giúp đỡ các bạn có thể tìm ra được những cái hướng suy nghĩ mới, những cái quyết định mới và phát triển bản thân mình hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề podcast vào tầm tiếp theo. Cảm ơn bạn Nhi và cảm ơn Việt Hà đã tham gia vào buổi khám sát ngày hôm nay. Và cảm ơn Di Hiếu ở một nơi nào đó Cảm ơn bạn Di Hiếu, hiện tại đang không cảm có ơn mặt nhưng cũng rất sung sức tại trường quay. thì cảm dù gì cũng cảm ơn thầy Hà và Hiếu đã mời Nhi tham gia chương trình podcast của ngày hôm nay, thì mình hy vọng nhờ vào cái podcast này thì có thể giúp các bạn giải trí, có cái gì đó lắng nghe trong cái mùa dịch bệnh, và ít nhiều gì nếu mà sẽ rất là tốt nếu mà cái podcast này có thể giúp được cho những bạn đang gặp khó khăn đối với gia đình và đặc biệt là về vấn đề tự do của bản thân, thì rất là cảm ơn thầy Hiếu và Hà một lần nữa. Hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong một khoảng thời gian sắp tới.